Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là chùm ảnh những hầm tránh bom hạt nhân của nước Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Bài viết này được tổng hợp bởi tác giả Chuê và được đăng trên website spyroom.com. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Tuần trước, tờ Bulletin of the Atomic Scientists vừa công bố chúng ta đã nhích thêm 30 giây gần hơn tới nửa đêm. Lời cảnh báo của họ xuất hiện từ chiếc đồng hồ tận thế vừa được điều chỉnh để chúng ta biết rằng chỉ còn 2 phút 30 giây nữa. Bây giờ là thời điểm gần tới nửa đêm nhất từ khi các nước bắt đầu thử nghiệm vũ khí nhiệt hạch vào năm 1953, khi các hầm tránh bom trở nên phổ biến. Trong thực tế, các hầm tránh bom nguyên tử thương mại cỡ gia đình là một đặc trưng của nhiều ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Những căn phòng chuẩn bị cho tận thế rất ấm cúng, nằm vừa vặn dưới bãi cỏ sau sân của các ngôi nhà. Và việc bán những căn hầm như thế đã tạo điều kiện cho một ngành kinh doanh khác là làm nhân viên chuyên phát đồ ăn. Hiệp hội An ninh Dân sự sau trở thành Phòng An ninh Dân sự đã được thành lập vào năm 1950 để hướng dẫn cho người dân trước các cuộc tấn công hạt nhân, chủ yếu là truyền thông cho cư dân vùng ngoại ô. Người ta nhận định rằng các thành phố sẽ bị nướng chín. Trong một bức thư gửi tới công chúng vào tháng 9 năm 1961 trên tạp chí Life, Tổng thống Kennedy còn khuyến khích người dân tự làm hầm tránh bom hạt nhân cá nhân. Dĩ nhiên là những kiến trúc này chẳng có tác dụng bảo vệ những người dân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân thực sự. Nhưng chiến tranh lạnh là một cuộc chiến tâm lý và dối trá. Những lời nói dối như thế này làm nhiều người sống hạnh phúc hơn. Đôi vợ chồng son này nắm tay nhau trong tuần trăng mật kéo dài 2 tuần tại một hầm tránh bom tại Miami vào năm 1959. Một bằng chứng cho việc một gia đình có thể sống tốt trong điều kiện khẩn cấp. Beverly Wisocki và Mary Gascam thò đầu ra khỏi một hầm trú ẩn cỡ gia đình trưng bày tại Milwaukee vào năm 1958. Peggy Sinsky, vùng Pacific Palisades, California, ở hầm trú ẩn gia đình năm 1996. Nếu chúng ta không bị ném bom, đây sẽ là một chỗ chơi cho trẻ con hoặc nhà cho chó. Một căn hầm 2 phòng được khuyên dùng bởi Cục An ninh Dân sự Mỹ bao gồm 2 căn lều trú ẩn bằng thép và có thể chứa tới 6 người năm 1962. Một căn phòng đa chức năng trong một hầm trú ẩn được trưng bày tại trụ sở Cục An ninh Dân sự New York năm 1962. Mặt cắt minh họa một số tổ hợp tránh bom hạt nhân cho 240 người được chuẩn bị bởi Cục An ninh Dân sự vào những năm 1960. Công nhân tụ họp trong một hầm tránh bom được thiết kế thành quán cà phê tại Knoxville, Tennessee, trụ sở của công ty Rumph & Hush năm 1962. Tranh phong cảnh được dán vào tường để làm cửa sổ ra. Hầm tránh bom hạt nhân kiểu hải quân tại Trân Châu Cảng, Honolulu. Một bà mẹ và 2 đứa con đang tập chạy đến hầm trú bằng thép và bê tông có trị giá $5,000 ở sân sau. Sacramento, CA, 1961. Hai người đàn ông biến kho rau củ thành hầm tránh bom hạt nhân. Theo khuyến nghị của FCDA, các hầm tránh bom phải nằm phía dưới mặt đất để tránh tia phóng xạ gamma từ bụi và phóng xạ của các quả bom. Nếu các bạn cảm thấy bài viết này thú vị, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!